Tôi chào các bác. Sau đây thì hãng sẽ hướng dẫn các bác chuyển cái cũi S218 mà lúc này bé đã lớn, bé không sử dụng cũi, thành một cái bàn học cho bé lúc lớn hoặc bàn làm việc cho bố hoặc cho mẹ. Đầu tiên thì các bác tháo phần sàn bé nằm, sau đó tháo sàn để đồ. Tiếp theo thì các bác dùng cái gờ góc ấy như hình để ta cài lên cái phần khung sườn phải ở trên cùng. Sau đó các bác tháo cái khung cánh cửa, tháo hết cái khung cánh cửa ra và sau khi tháo xong khung cánh cửa thì ta ráp khung cánh cửa vào với cái phần sườn giống trong video này. Các bác để ý là ở cái sườn này nó sẽ có hai cái lỗ để mình vít trực tiếp vào cái khung cánh cửa vừa mở ra. Sau khi lắp xong cái sàn dưới này thì ta sẽ dùng cái gờ góc và những cái vít trực tiếp lên cái phần nhựa này, giữ cái cửa đấy, vít sát cái khung nhựa này. Tiếp theo thì các bác để sàn mé nằm lên trên, sau đó dùng cái ốc vít nhỏ cố định cái sàn mé nằm lại đấy. Lúc này thì ta đã có một cái mặt phẳng này thì rất phẳng, và khi khóa những bốn bánh xe lại thì sẽ thành một cái bàn học rất là chắc chắn. Mình có thể là tận dụng cái bàn học này để sử dụng có những không gian chật hẹp, và cái ưu điểm là khi sử dụng cũi này thì mình tận dụng, mình không phải bỏ cái cũi này đi, như thế thì là sẽ rất đỡ lãng phí cho các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Cần hỗ trợ thì các bác liên hệ ngay với số hotline của hãng để được tư vấn thêm. Cảm ơn các bác.